Rồi, chào anh chị các bạn trở lại với kênh đồng xe hơi. Như mình có thể thấy trong màn hình thì hiện nay Bắc Ninh cũng đã có đại lý Ford chính thức. Hay là Bắc Giang cũng đã xây đại lý 3S rất là hiện đại rồi. Các khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội hay một số tỉnh lân cận thì hoàn toàn có thể cân đối tham khảo các đầu xe Ford hiện nay qua hotline đăng ký kèm trên màn hình giúp em nhé. Chúng ta có cái địa chỉ mua thuận tiện cho việc đi lại nhận xe cũng như là giá bán rất là hợp lý và cạnh tranh. Hôm nay thì em làm nhanh cái đầu xe Ford Territory, đặc biệt là phiên bản Titanium X. Trước mắt anh chị là bản Titanium X nhé, giá niêm yết là 935 triệu đồng. Hiện nay lăn bánh của phiên bản này đâu đó nó sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ 070 triệu ở khách hàng là Hà Nội, đắt hơn là 2% thuế và 20 triệu tiền biển. Khách hàng ở tỉnh địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang thì sẽ là 1 tỷ 030 triệu. Giá trên thì chưa bao gồm khuyến mại, giảm giá và chi phí dịch vụ phát sinh. Cái này thì anh chị thông cảm giúp em là do quy định chào giá không giống như một số trên video khác, thì bên em cũng rất là khó để chào cái giá giảm trực tiếp. Tuy nhiên thì khi mà anh chị có nhu cầu thiện chí thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để bên em gửi báo giá nhé. Giá hiện nay giảm cũng rất là ok rồi so với cái thời điểm mới ra mắt. Đã có giảm giá tiền mặt và phụ kiện kèm theo xe nhé. Bản Titanium X thì là bản cao cấp nhất, 935 triệu. Công nghệ thì thật sự phải nói là xe này thì rất nhiều công nghệ. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái làn sóng tranh cãi. Tuy nhiên thì trong video này thì mình không bàn luận đến cái việc đó. Dành cho anh chị mới lần đầu xem video thì xe này gần như là đầy đủ toàn bộ công nghệ hiện đại nhất và an toàn nhất ở cái dòng xe SUV hiện nay. Cam 360, cảnh báo điểm mù, lia đèn lái theo vô lăng hay là tự động pha cốt, tự động bật đèn, đúng không ạ? Giá thì vô cùng hợp lý. Đây, khoang nội thất này, cần số xoay này, nó điều chỉnh phanh tay điện tử gần như là đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đồ chơi rồi. Mình lấy xe về chỉ làm thêm một chút như là dàn kính trải sàn và cam hành trình rồi đi thôi. Các bác cẩn thận hơn thì có thể phủ gầm, phủ ceramic. Territory hiện nay thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho xe mới nhá. Hiện nay thì một số ngân hàng cũng đã hạ lãi suất rồi, dao động đâu đó vào khoảng gần 10%. Hợp lý nhất hiện nay là em đang thấy có gói là cố định 5 năm, được ưu đãi khoảng hơn 9% trong 6 tháng đầu, và cố định liên tục 5 năm là khoảng 10,4%. Giá thật sự rất hợp lý. Trả góp thì mình chuẩn bị trước giúp em là 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm, đó là khoảng 10% thuế này và khoảng 5-7 triệu tiền dịch vụ đó, 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Xe này bảo hiểm thân vỏ nó sẽ dao động vào khoảng 10 triệu. Tức là mình chuẩn bị vào khoảng 300, hơn 300 là hợp lý nhất, là đẹp nhất ạ. Tuy nhiên thì với khách hàng cá nhân thì bản thân em nghĩ là cái mức vay khoảng 500 đến 600 triệu nó sẽ là đẹp và phù hợp để mình trả lãi trong thời điểm như này. Ok, còn lại thì Territory nó có 3 bản. Bản Trend thì giá 822, nhưng thật sự là bản Trend thời điểm này thì lượng xe rất là ít rồi. Đa phần bọn em sẽ bán là bản Titanium X 899 và Titanium 899 và Titanium X 935 triệu. Hiện nay thì hai bản Titanium đều có khuyến mại khá là tương đồng. Đều giảm giá tiền mặt và phụ kiện. Nếu anh chị có nhu cầu thì để trực tiếp giúp em. Đây là bản Titanium X màu đen. Đang có sẵn giao ngay tại Ford Bắc Ninh. Anh chị ở Bắc Giang, Lạng Sơn hay là Hà Nội, các tỉnh lân cận thì đều có thể tham khảo qua bên em để có cái giá hợp lý nhất nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.